Em đang bôi cái gì trên mặt đấy? Đề Kuma. Đề Kuma, cái khủng thật. Đây là quay bên này xem nào. Kuma. Quay vừa thôi chứ, thì anh mới xem chứ mày quay gì thích kinh vừa thôi. Nhiều quá. Này xem dưới da đây xem nào. Dưới da nó chặt chặt vụn, đang nhìn qua đây nhìn về nó. Khiếp không? Khủng khiếp luôn, nhiều khủng khiếp. Điều Kuma này không thể điều trị được em nhé. Tôi này này xem em quay vừa không cần phải quay quá mạnh đâu. Mà nó xuống cả đây nữa là em đeo khẩu trang nữa, nó bị cái vùng viêm này nhiều hơn đúng không? Cái này mình phải điều trị đúng không ạ? Mụn mủ nhiều kinh khủng. Mình sẽ phải làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý kinh nhân và công nghệ laser. Thứ ba là em kê đơn cho bạn nhé. Cố gắng mục tiêu là sau khoảng 1 tháng đến hơn 1 tháng thì nó khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế đồ cây nóng mới dùng ạ. Không sờ tay lên mặt, không kẹo nặng. Cái đấy khó không? Đấy được đúng không? Hạn chế thức khuya. Thức vâng. Ok, nha em nhé. Bây giờ không được bôi những đồ linh tinh nữa, được chưa? Anh đã cố gắng được 1 tháng và em phải khỏi được 80-90% nhé. Thấy cổ em nhiều người đấy anh xem. Nhìn kinh khủng, bên này này. Em tưởng là mấy tháng chứ 1 tháng thì tốt quá. Được rồi, nay em có điều trị gì không? Dạ em không. Kệ nó luôn à? Sao lại thế? Sao không điều trị đi? Mà để không điều trị gì? Tại nữa? Cũng một là cũng lười đi. Và hai là bây giờ mới có thời gian để đi. Em bị nặng quá em ạ. Nặng trên da và em nó là nhiều vô cùng luôn. Dạ, nó vừa mụn ẩn, vừa mụn viêm này. Nó có cả những cái sẹo và cả vết thâm do quá trình điều trị mụn. Ngày xưa mình không điều trị tích cực ấy. Nó để lại rồi, rất là nhiều, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Cái này của em phải điều trị đúng em ạ. Một hôm nay là mình sẽ vào hút tắc nghẽn để nó đỡ lên mụn ẩn nhé. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu của mình là 1 tháng nó phải khỏi được khoảng 90%. Đúng nhỉ? Để làm được như vậy thì về nhà em phải hạn chế ăn được cái nóng với dầu mỡ. Không sờ tay lên mặt, không kẹo nặng. Cái đấy khó. Dạ được ạ. Và em hạn chế thức khuya nhé. Thì anh có thể giúp em được như thế nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm cái làm sạch này. Thứ hai là xử lý nhân. Mà anh kê đơn cho em nhé em nhé. Một tuần sau thì em khám lại. Em chưa. Đầu tiên nó như thế nào? Người ta nó cứ tròn tròn, nó ngứa, nó đỏ đỏ hết lên. Bị toàn thân à? Dạ, nó còn cả người. Người nó đỡ nhưng mà mặt nó đỏ nhiều. Đầu tiên em xuất hiện là trong cái hoàn cảnh nào? Em nó ngứa. Hả? Nó mẩn lên nó ngứa. Trước hôm nay em có tiếp xúc cái gì không? Hay là em có em đi không, đâu? Em ở nhà, cái mà có hoàn toàn bình thường à? Dạ. Thì xong mà người ta cứ bảo là nó tròn tròn như này thì là nó là hắc lào. Người ta là ai? Mọi người cứ ngửa dần ở trên đấy ạ. Thế tất cả mọi người đều là bác sĩ hết à? Nên là em cứ thế này, em càng thấy nó càng ngày nó bây giờ mỗi nó người dân là một bác sĩ này. Đúng không? Bác sĩ bảo là nấm thêm là nấm đúng không? Thế, cũng giỏi thật. Tại vì em cũng lùi đi ra ngoài. Thế em đã đi khám ở bệnh viện nào chưa? Em chưa, nếu khám. Thế là hôm qua em ở dưới ấy thì là đứa cháu em nó xuống trên, đứa cháu em nó bảo là đứa trước đứa cháu đứa bạn cháu nó làm cùng công ty nó là cùng ấy cơ quan nó xuống lên nó khám rồi cô thì xuống đấy ra em bảo. Thế đang bôi cái gì trên mặt? Bây giờ nó cứ như này, nó có mẩn đỏ mà nó ngứa. Em đang bôi cái gì trên mặt? Em bôi một cái lọ thuốc bôi da. Lọ thuốc bôi da, chết mất thôi các cô. Điều trị này thì chết. Của em nó đang là một cái viêm da tiếp xúc kích ứng rất mạnh nhé. Dạ. Vì nó tiếp xúc kích ứng toàn bộ mặt luôn. Mi mắt của em sưng hết cả lên này, các thứ nào lên này. Đấy. Ai cũng bảo nhìn sốt ruột. Em thế sao ruột không đi chưa sớm đi? Tại vì để em này. Cứ lười đi. Cứ đi ra đây là cứ phải đi một mình. Thế nên là sao biết bác sĩ Hoàn mà đến? Có người giới thiệu? Vâng, đứa Loan nó giới thiệu. Đứa nó cùng làm cái cơ quan với lại cháu em. Thế này. Được rồi. Ok, được rồi, để chữa thôi. Đây ạ? Em mới dùng thuốc hơn tuần này. Là thuốc gì đấy? Em mua ở phòng khám Gia Liễu Hà Nội. Bởi vì lúc đấy họ đang nghỉ dịch nên là người ta mang đến cho. Em có mang thuốc đi không? Em có ghi lại những cái thuốc đấy. Cái này xem nào. Wow, của em lên nhiều khủng khiếp luôn em ạ. Nhỉ? Em đã bao giờ bị nặng cái này chưa? Nếu trong quá khứ? Chưa, nó chỉ đỡ hơn. Anh thấy nặng đấy. Thứ nhất là em bị mụn ẩn và mụn viêm rất là nhiều nhỉ? Thứ hai là cái da em nó là da dầu, đúng nhỉ? Lỗ chân lông thì nó giãn rất là nhiều. Có cả sẹo và cả vết thâm rồi. Có lẽ là có những đợt em đỡ, sau em lại bị lên. Dạ đúng. Đấy, nó lặp đi lặp lại dẫn đến là em có nhiều cái sẹo ở các lứa tuổi khác nhau. Anh nhìn thấy rất là rõ luôn. Cái này của em phải điều trị đúng em ạ. Một là mình phải làm gì? Thứ nhất là mình phải hút tắc nghẽn, thứ hai là xử lý cái nhân mụn bằng laser. Thứ ba nữa là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là gì? Một tháng của em phải khỏi được 90%. Em hiểu không nhỉ? Vâng. Đấy, để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế đồ cái nóng và dầu mỡ. Không được sờ tay lên mặt, không kẹo nặng. Cái đấy có khó quá không?
Được rồi em. Ok. Với cả em phải hạn chế thức khuya nha em nhé. Vâng. Đấy. Thì phối hợp với anh tốt thì nó sẽ rất là nhanh. Đồng ý không? Vâng. Con nó vẫn ẩn nuôi. Vâng. Em có tự cạy không? Không. Thế có điều trị ở đâu? Không. Có dùng cái sản phẩm gì để điều trị không? Không. Không rồi. Vâng. Để nguyên nó. Em từ hồi cái bị Covid em đeo khẩu trang rồi. Nó nặng lên đúng không? Bên không. Này sẽ... Bình trước cũng không có luôn. Thế mà bị nặng này à? Vâng. Mới bị từ đêm giờ thôi. Da khẩu trang nó gây viêm mà. Cái này của em là da em thì là da dầu, lỗ chân lông giãn. Vâng. Và rất là nhiều mụn ẩn, mụn viêm ở dưới. Vâng. Có cả sẹo vết thâm rồi nhé. Vâng. Cái này phải điều trị ngay em ạ. Vâng. Nhé. Một là bây giờ mình phải làm cái hút tắc nghẽn này đỡ lên mụn ẩn này. Vâng. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Vâng. Thứ ba là anh kê đơn cho em, mục tiêu là một tháng nó phải khỏi được khoảng 90% nhé. Vâng. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế ăn đồ cái nóng với dầu mỡ. Nhưng mà em chỉ khám được ở đây đến 2 hôm thôi. Em còn làm ở Hà Nội. Ở lên Hà Nội gặp anh không có vấn đề gì cả. Nhưng mà thêm cái gì ở Hà Nội có mà nghe. Vâng. Nhé. Em bị nó còn có cả sẹo rỗ rồi này. Vâng ạ. Nên cái này phải bị từ lâu rồi em ạ. Nha. Bên này em xem có điều trị gì trước kia không? Em chưa. Em có mỗi dùng thuốc ở ngoài người ta giới thiệu ấy ạ. Xong thuốc để đẩy mụn ấy hả? Vâng. Có đỡ không? À, có một thời gian nó đỡ xong rồi mấy tháng sau nó lại bị lại ạ. Mà nặng hơn đúng không? Vâng ạ. Đây này, mụn trứng cá của em để lại sẹo kinh khủng luôn. Hàng nghìn cái nốt mụn ẩn dưới da luôn. Nhiều vô cùng. Cái này phải điều trị đúng em nhé. Vâng. Một là mình phải làm hút tắc nghẽn để đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân bằng công nghệ laser. Vâng. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là một tháng thì mình phải khỏi được khoảng 90% em ạ. Vâng. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế đồ cây nóng với dầu mỡ. Không được sờ tay lên mặt không kệ nặng nhé. Vâng ạ. Thì đấy có làm được không? Em làm được. Okay. Bây giờ em phải hạn chế thức khuya nhé em nhé. Vâng. Ok. Hôm nay em điều trị ở đâu rồi? Lên da liễu trung ương với lại không được à? Không đỡ. Da liễu nói chung ở Nam Định đây em cũng trị nhiều mà lên da liễu trung ương cũng nhiều lần. Không đỡ tí nào? Không đỡ, nó chỉ đỡ một thời gian thôi nó lại lên. Cái này của em bị mụn nặng quá em ạ. Vâng. Da em thì da dầu, lỗ chân lông thì giãn. Mụn này của em có những đợt nó đỡ một chút xong nó lại nặng lên, xong lại đỡ lại nặng. Như... Tại sao lại thế? Bởi vì nó để lại nhiều sẹo em ạ. Anh nhìn thấy nhiều sẹo, sẹo mới gặp vết thâm nhiều. Vâng. Cái này của em phải điều trị đúng em ạ. Một là mình phải làm hút tắc nghẽn để xử lý nhân mụn. Thứ hai là anh ấy kê đơn cho em. Mục tiêu là một tháng nó phải khỏi được 90%. Vâng. Điều trị của em để nó khỏi nó không khó. Nhưng mà làm thế nào ở trong này của em nó không tái phát. Hoặc nó tái phát ở mức độ rất nhẹ. Thì anh phải hướng dẫn em cách chăm sóc da thì mới được. Đấy, trên mũi nó có mấy cái tổn thương mụn rất to. Vâng. Tí nữa thì anh sẽ xử lý cho em cái đó em nhé. Với lại là cái môi của em ấy nó cũng bị chấm chấm trắng thì em muốn trị luôn. Đây á, à, vâng. Cái này của em nó gọi là u tuyến mồ hôi lạc chỗ. Vâng. À, cái đấy phải dùng laser bắn đi. Có đỡ hơn chút nào? Cảm giác thì đỡ hơn. Ừ. Nó bị ngừng ngáy. Nó có bầu to nên nó bụng nó cũng ảnh hưởng đến mình điều trị, mình không thể dùng được thuốc mà kiểu mạnh luôn được đấy. Vâng. Mình chỉ có thể dùng thuốc bình thường thôi thì nó sẽ từ từ xíu, nhưng mà anh thấy nó cũng giảm đấy. Làm hơi sau hôm trước đây xem cái lưng này. Lưng nó dày đặc. Thế sau này cái này của em phải xử lý với cả xử lý thâm đấy em ạ. Phải làm nó phải dần dần thôi. Dày quá luôn, nó dày quá luôn. Một đó. Có một số cái ở lưng nó có mủ. Mủ nặng luôn. Sạch luôn. Có ngứa không? Không, nó sẽ dần dần với anh nhé. Của em bây giờ nó đang lên khá nhiều mụn và chủ yếu vùng này do em đeo khẩu trang rồi này. Đúng nhỉ? Để đeo khẩu trang nó lên nhiều hơn đúng không? Cái này xem nào. Cái này mình phải xử lý cho em ạ. Mình phải xử lý hút tắc nghẽn, xử lý nhân mụn mình anh chỉnh đơn cho em nhé. Cố gắng một tháng phải khỏi 90%. Đúng không nhỉ? Về nhà phải hạn chế đồ cái nóng với dầu mỡ nhé. Vâng. Rồi thì không sờ tay lên mà không cần nặng. Vâng. Mấy cái đấy quan trọng lắm nên em nhé. Mấy năm rồi? Được từ năm em đi lính 2 năm rồi. Cả 2 năm rồi đúng không? Vâng. Anh thấy da của em nhiều mụn lắm em ạ. Cái này là của em có những đợt em đỡ xong nó lại bị lại. Em hầu như ngày trước em đi spa rồi xong rồi kiểu là nó... Nó như thế nào? Giờ nó da mỏng lại. Ừ, đợt trước là em đi em lột da. Là kiểu là hút máu mà mủ ra ấy. Hút máu mới mủ tức là mình dùng ống tre để mình hút ra. Hay là dùng cục ống. Hả? Cũng là ống tre dạng như gần nhiều tre đấy. Là spa kiểu đông y à? Đúng không? Vâng đúng rồi. Ống tre tinh được rồi. Cái này của em nó là mụn trứng cá phải điều trị đúng em ạ. Da em là da dầu, lỗ chân lông thì giãn, rất là nhiều mụn ẩn với cả mụn viêm.
da em thì mỏng nhạy cảm do quá trình điều trị trước của em nó không ổn nha em nhé. Bây giờ thì mình sẽ phải làm gì? Thứ nhất là mình phải làm cái hút tắc nghẽn để đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân mụn bằng công nghệ laser. Thứ ba là anh kê đơn cho em, chứ không phải là dùng cái ống tre để hút máu ra, em hiểu không nhỉ? Đấy, mục tiêu của mình là một tháng của em nó phải khỏi được khoảng 80-90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế được cái nóng và dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó? Có khó? Đơn giản. Đơn giản, ok. Bây giờ em phải hạn chế thức khuya. Vâng. Nhé, thì anh mới có thể làm được như thế, được chưa? Em bị bao lâu rồi? Em bị được 4-5 hôm nhưng mà ở quê đây, nên là không ấy được, không chữa được, nên nó bị nặng như này. Em có bôi tự bôi cái gì vào mặt không? Mà sao nó nặng này? Không bôi cái gì đâu ạ. Em như bên này, như bên này xem. Trước em cũng bị mấy lần nhưng mà bác sĩ khám cũng cho cắt thuốc rồi ạ. Nhưng mà kiểu thời tiết thay đổi nên là nó lại bị, nên em ở quê. Xem em mới lên Hà Nội để khám mà. Em bị nặng quá em ạ. Chỗ này mình phải điều trị ngay em nhé. Cái này nó sẽ nhanh chóng trở về bình thường thôi. Nhưng mà sau khi mà nó khỏi rồi em phải có một chế độ chăm sóc tốt em ạ. Thì nó sẽ ít đi, đúng không nhỉ? Khỏi rồi cả em của em nó cũng rất là nhiều này. Nhớ em nhé. Khỏi rồi em đang đi trị sẹo mà nên là trị sẹo ở đâu? Ở đây vẫn là đây. Em đi được 4-5 lần rồi. Thì bây giờ chữa nốt cái viêm da thì em đi tiếp mà. Bạn này bị nặng nhỉ? Thế em có điều trị gì từ xưa đến nay không? Em có sử dụng một cái thuốc mùa ngoại. Nó là thuốc gì? Em có biết tên nó không? Đợi em có cầm chụp ảnh. Được rồi, từ từ tí nữa anh xem. Em tiến lại đây một chút. Bạn này hiện tại bây giờ đang bị mụn trứng cá rất nhiều chị ạ. Mụn ẩn nó mụn viêm nhiều. Bạn này có những đợt bạn ấy đỡ xong nó lại lên. Đỡ nó lại lên. Dẫn đến là gì? Bạn ấy có rất là nhiều sẹo ở các lứa tuổi khác nhau. Ở huyết thống cũng như vậy. Bây giờ nó là một cái mụn tổng thể với những cái hậu quả của mụn điều trị không chuẩn ấy. Nên là nó như thế này. Bây giờ thì mình phải làm gì? Mình phải điều trị đúng chị ạ. Một là mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên mụn ẩn này. Thứ hai là xử lý cái nhân và công nghệ laser. Thứ ba là kê đơn cho bạn ấy. Mục tiêu của mình là một tháng nó sẽ phải khỏi được khoảng 90%. Để làm được như vậy thì về nhà bạn ấy phải phối hợp. Một là em phải hạn chế đôi cái nóng và dầu mỡ. Hai là không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không? Nghe đấy thì em được. Đúng là em phải gọi là gì nhỉ, hạn chế thức khuya nha em nhé. Được chưa? Ok. Liễu rồi cũng có phi kim mọi thứ. Nó có đỡ không? Uống ra liễu thuốc em để em khám bác sĩ cũng như này, nhưng bác vào khám tư ở trên Sơn Tây anh. Cho bác Hùng à? Vâng, chỗ Hùng ạ. Cũng được một thời gian sau. Đúng rồi. Cái này của em thì nó đang là mụn trứng cá khá nặng em ạ. Bởi vì là toàn bộ vùng này của em nó đều là mụn ẩn cả. Nếu em nhìn thì em sẽ thấy như thế. So như này rất rõ này. Mụn ẩn của em và nó để lại khá là nhiều thâm với cả sẹo rồi. Và cái mụn này của em ấy thì nó phải bị thành nhiều đợt rồi. Có những đợt em lên xong nó lại đỡ. Xong nó lại bị... Nó cũng bị nhiều lắm rồi. Đúng rồi. Tại sao lại thế? Bởi vì anh nhìn thấy sẹo của em rất nhiều lứa tuổi. Khác nhau. Có cái mới, cái cũ nhiều. Vết thâm cũng vậy. Và một tính chất lan tỏa. Một phần anh nghĩ là đợt này em đeo khẩu trang nhiều, nó khu vực khẩu trang của em bị nặng lên. Vâng, em đeo khẩu trang này cũng đeo khẩu trang nhiều. Đúng, bởi vì nó đang viêm. Cái này phải điều trị đúng em ạ. Một là mình phải làm cái hút tắc nghẽn để đỡ lên mụn ẩn nhá. Thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser. Vâng. Thứ ba là anh kê đơn cho em. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là một tháng thì nó phải khỏi được khoảng 90%. Dạ. Vâng, như thế. Để làm được như vậy thì em phải hạn chế em được cái nóng và dầu mỡ. Vâng. Không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Không, tại vì em làm công việc hơi bụi bặm, em học sửa ô tô nên nó cũng hơi bụi bặm một tí. Bụi bặm thì mình ấy thôi, bảo hộ thôi, làm sao được. Mọi môi trường thì mình phải chấp nhận, nó sẽ nghỉ việc. Vâng, đúng không? Nhưng không sờ tay lên mặt là được đúng không? Vâng. Khó không? Không, em ít khi có thói quen sờ tay lên mặt. Rồi, với cả là mình phải hạn chế thức khuya, như em nhé. Chưa bao giờ bị này à? Dạ vâng, chưa. Em lên nhiều lắm, toàn bộ đều là mụn viêm, rồi có mụn ẩn, bên này xem nào. Một phần là có thể em bị rượu mấy cái khẩu trang em ạ. Dạ vâng. Tuy nhiên là cái này nó vẫn là một cái mụn trứng cá, kể cả vùng em không có đeo khẩu trang nó vẫn có này, nhìn trắng các thứ này. Nên là cái này chắc chắn nó phải điều trị rồi em ạ. Một là mình sẽ làm một hút tắc nghẽn, thứ hai là xử lý cái nhân mụn bằng laser, thứ ba là anh kê đơn cho em. Cố gắng là một tháng để khỏi được khoảng 90%. Để làm được như thế thì em về nhà thì hạn chế ăn đồ cái nóng với dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy có khó không? Không. Từ trước giờ cũng không có hay sờ tay lên mặt. Mấy cái em phải hạn chế thức khuya, được chưa? Ok. Nặng đấy nhỉ? Vâng. Ngày xưa em bị khoảng mấy tháng rồi khỏi được mấy tháng. Sau đó là bị lại. Vâng. Gần đây em có điều trị bằng phương pháp gì không? Không ạ. Em nặng đấy. Và em rất là nhiều các mụn ẩn với mụn viêm, đúng không nhỉ? Vâng. Rồi thì nó có cả sẹo do bị đi bị lại. Có vết thâm khá là nhiều.
cái này phải điều trị đúng cái mạng. Một là mình sẽ làm cái hút tắc nghẽn để nó đỡ lên một ẩn này, thứ hai là xử lý kinh nhân bằng công nghệ laser, thứ ba là anh kê đơn cho em, mục tiêu là khoảng một tháng thì khỏi 90%. Để làm được như thế thì về nhà em phải hạn chế được cái nóng và dầu mỡ, không được sờ tay lên mặt, không kệ nặng. Cái đấy khó không? Dạ không. Được không? Dạ. Hạn chế thức khuya nhé. Vâng. Đấy. Em nên cả lưng đây anh. Cả lưng. Cho em xem cái lưng này. Em cử cái áo xem lưng. Lưng cũng có. Thế em có điều trị gì vùng lưng chưa? Chưa bây giờ đúng không? Chưa. À ok. Em chỉ bôi kem nghệ thôi. Em nghệ, được rồi. Nào quay lưng ở đây xem. Ngồi rồi, ok. Cũng có nhưng mà nó không quá nhiều đâu em. Ừ, ok em. Cái phần em thấy đỡ được mấy phần rồi? 4-5%. Ừ, khá rồi đấy, nha. Nó vẫn còn những cái mụn ẩn này em phải xử lý này, viêm. Ok, tốt lắm.